Park Seung Hee bị mỉa cưới chạy bầu còn phô trương, 6 chi tiết đắt giá nhất K-pop khiến anti cầm nín. Không ngoa khi nói rằng đám cưới của bộ đôi đình đám Park Seung Hee và Cho Tae-jun chính là hôn lễ được mong đợi và hoành tráng nhất đầu năm 2022. Ngay từ khi có những thông tin nhá hàng đầu tiên, khắp các diễn đàn trên toàn châu Á đã lập tức sốt sình sịch trước sự kiện này. Bởi lẽ siêu hôn lễ của cặp đôi mới Park Seung Hee Cho Tae-jun có quá nhiều điểm hiếm có và những cái nhất trong showbiz mùa dịch. Dàn khách mời quá khủng gây choáng ngợp. Không ngoa khi nói rằng đám cưới của bộ đôi đình đám Park Seung Hee và Cho Tae-jun chính là hôn lễ được mong đợi và hoành tráng nhất đầu năm 2022. Ngay từ khi có thông tin nhá hàng đầu tiên, khắp các diễn đàn trên toàn châu Á đã lập tức sốt sình sịch trước sự kiện này. Bởi lẽ siêu hôn lễ của cặp đôi mới Park Seung Hee Cho Tae-jun có quá nhiều điểm hiếm có và những cái nhất trong showbiz mùa dịch. Đầu tiên chính là dàn khách mời quá chất lượng. Không bất ngờ khi siêu đám cưới của hai diễn viên đình đám K-pop lại quy tụ cả dàn khách mời khủng. Tuy nhiên giữa mùa dịch diễn biến phức tạp, cặp đôi vẫn có thể mời được những gương mặt quyền lực đến dự là điều hiếm có. Quân đoàn sao hạng A cùng nhiều ngôi sao sáng của showbiz Hàn đều có mặt từ sớm để chúc mừng cô dâu chú rể. IU, Lee Min Ho, Nam Gong Min, Kim Bum, Ri Jun Jeon, Lee Seo Jin, Oh Jeon Seo, Ji Won, Seo Hyun, Lee Hong Ki, FX Island, Dio, EXO, Cruz đồng loạt lên đồ đến chung vui trong siêu hôn lễ. Chưa dừng lại ở đó, Lee Min Ho và Jang Yeon Suk khiến dân tình phát cuồng vì đều gửi lời nhắn cực lầy đến tình bằng ảnh Park Seung Hee khi cô lên xa hoa. Đám cưới giữa mùa dịch khủng nhất. Phải nói rằng đám cưới của cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Hàn hiện nay là một siêu hôn lễ thực sự. Không tổ chức riêng tư kín đáo như những đám cưới chạy bầu khác, cặp đôi Park Seung Hee Cho Tae-jun vô cùng chịu chơi, đầu tư cực khủng cho sự kiện trọng đại nhất trong đời. Quy mô chi phí mà cô dâu chú rể bỏ ra khiến ai nấy đều phải choáng ngợp. Siêu đám cưới được mong đợi nhất đầu năm 2022. Tổ chức tại nhà thờ ở quận Gangnam, Seoul. Lễ đường được trang hoàng hoành tráng vô cùng lộng lẫy, từ trong ra ngoài với dàn hoa trắng tinh, bao trùm lung linh, không gian sang trọng. Cực rộng tận 2 tầng, đông đảo khách mời đều hướng về lễ đường đẹp tuyệt chẳng khác gì cảnh phim. Cô dâu chi mạnh tay cho váy cưới hàng hiệu. Bên cạnh đó, cô dâu Park Seung Hee cũng được réo gọi trong khoản chịu chi khi vung tay cực mạnh gần cả nửa tỷ đồng chỉ riêng cho váy cưới. Trong bộ ảnh cưới chính thức, Park Seung Hee xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy như công chúa, thay hẳn 3 bộ váy khác nhau với giá trị khủng. Được biết, chiếc váy cưới Park Seung Hee mặc nằm trong bộ sưu tập Monique Luhilia Bridal Spring 2021 được ước tính có giá khoảng hơn 8.900 đô la cả thuế, khoảng hơn 201 triệu đồng. Chưa kể, nữ diễn viên chắc hẳn còn đang ấp ủ chưa công bố nhiều bộ ảnh lung linh với hàng loạt bộ đồ hoành tráng khác. Và người yêu cũ của cô dâu thi nhau dàn mặt. Phải nói rằng tương đương với độ lầy lội của cặp đôi Park Seung Hee Cho Tae-jun, khách mời của họ cũng hài hước không kém. Có tận 2 khách mời của buổi tiệc đã có màn chúc mừng kim dàn mặt đi vào lòng người, đó chính là Lee Min Ho và Jang Geun Suk. Vị khách mời đặc biệt đầu tiên khiến ai nấy một phen cười nghiêng ngả là nam thần Lee Min Ho. Nam tài tử hậm hực đến đám cưới chúc phúc vì Park Seung Hee gửi thiệp cho anh ghi là mời Kim Tan, tên nhân vật của anh trong tác phẩm The Her, cũng là tình bằng ảnh của Park Seung Hee trong phim. Để đáp lại, nam diễn viên đã đăng hình diện vest bảnh bao lên Instagram cùng lời nhắn: "Tôi có nên chúc mừng em không?" Lời nhắn này khiến các fan vô cùng thích thú vì nó tương tự một lời thoại kinh điển của anh nói với nhân vật của Park Seung Hee trong The Her. Một số bình luận còn đùa rằng trải qua nhiều gian khó, thế nhân chuyện tình của Kim Tan và cha In San cũng không có một kết thúc tốt đẹp. Cuối cùng Kim Tan cũng phải lên đồ và tiễn tình cũ đi lấy chồng. Đến ngày 23 tháng 1, Jang Geun Suk tiếp tục gây sốt khi trả lời câu hỏi của một fan như sau. Anh có cảm xúc gì khi biết Go Min Nam, tên nhân vật Park Seung Hee, kết hôn? Nam ca sĩ bất ngờ đáp lại đầy hài hước khiến khán giả cười bò vì câu trả lời đầy tuổi thân. Cô ấy đã bỏ rơi Hwan Tae Kyun rồi. Được biết, Hwan Tae Kyun chính là tên nhân vật của Jang Geun Suk và anh đã làm đám cưới với Park Seung Hee trong bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai. Loạt idol đình đám hát đám cưới mà như tổ chức concert. Siêu đám cưới không những có dàn sao hạng A tề tựu mà còn có cả loạt idol đình đám đến hát mừng chúc phúc cho cặp đôi mới bằng những ca khúc nhạc phim huyền thoại. Đáng nói đám cưới của Park Seung Hee lại trở thành tâm điểm, thậm chí hóa concept khi có đến 3 giọng ca nổi tiếng nhất nhì K-pop đến hát mừng: Lee Hong Ki, Dio, EXO và Cruz. Khoảnh khắc bạn thân Lee Hong Ki hát nhạc phim The Her, cô dâu chú rể nắm chặt tay nhau tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Bên cạnh đó, Dio cũng hòa giọng ngọt ngào cùng Cruz trong ca khúc Beautiful khiến bao trái tim thổn thức. Clip hát chúc mừng của ba ca sĩ này đều viral trên mạng xã hội suốt 2 ngày qua vì quá hay, không khác gì màn trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. Cô dâu công khai cưới chạy bầu tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất K-pop. Dù hiện nay tư tưởng dân tình đã thoáng hơn rất nhiều trong vấn đề cưới chạy bầu, thế nhưng không phải ngôi sao nào cũng dám công khai như Park Seung Hee. Nữ diễn viên thông báo mang bầu và kết hôn cùng một lúc, tổ chức hôn lễ hoành tráng, khác hoàn toàn với đám cưới riêng tư của những mỹ nhân khác mang thai trước hôn nhân như Honey Lee, Kansora.